Xin chào tất cả các bác nha. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở Lũng Cáng các bác nhé. Thì thời tiết ngày hôm nay thì các bác cũng biết là nó đang mưa dầm, chuẩn bị cho những ngày Tết, đón Tết của năm 2024. Thì Mạnh với cả em Hoàng và anh Sự nữa. Anh Sự là hôm nay là có đi vòng trong khu vực của nhà em Dư rồi. Thế nhưng mà giờ này thì chưa thấy đâu. Thế nhưng mà chắc là loanh quanh ở khu vực dưới này thôi. Thì và ngày mưa thì các bác cũng biết là ở trên bản thì anh em nó không có thể lên trên tuyến để có thể làm được. Thì hôm nay là Mạnh sẽ lang thang ở trong bản nha các bác nhé. Hôm nay là Mạnh đang muốn lên đến khu vực nhà em Xính Thanh Long. Bởi vì trong cái quá trình làm việc ở đây thì đã gặp em ấy rất nhiều lần. Thì em ấy có mời Mạnh với cả em Hoàng nữa, với cả một số anh em nữa là muốn mời một bữa cơm ăn cùng với gia đình. Thì lang thang trong bản ngày mưa thì cũng đang muốn đi tán gái cho Hoàng. Đấy, Hoàng đang muốn lấy cô vợ người Mông. Ê, Hoàng thích lấy kiểu người mẫu như nào? Hả? Em như nào cũng được mà. Như nào cũng được à? Hả? Miễn to khỏe béo bền là được à? Vâng. Hả? Bây giờ với công việc của Hoàng thì đang lái máy xúc này, cứ làm lấy cô nào là khỏe khỏe mà kiểu là trời mưa trời gió này mà nó dính cầu dính kiếc là cần đạo được là được, đúng không? Vâng. Đấy. Thế nên là cao thấp thì chắc cũng phải từ 1m6 nhỉ? Vâng. Hoàng 1m7 mấy nhỉ? Em 1m74-75 à? Ây à, cao đấy cơ. Vâng. Cảm gì? Anh mới có 1m68, mày chắc 1m72 mấy. Hả? Cao mà. Cao á? Vâng. À? Chắc chắn chưa? À. Thế là lấy cô tầm khoảng 1m61 nhá. Vâng. Được không? Được hết. À. Được hết rồi. Nếu mà nếu không được 1m61 thì có được không? Cũng được. Cũng được à? Về đeo giày độn. Đeo giày độn đấy. Kinh nhỉ? À cái nhỉ. Mẹ nhất trí rồi gì? Vâng. À nhất trí là cưới cô người Mông à? Là cứ sắm hai con lợn thôi, mấy hai con gà thôi. Đấy. Lễ chạp là chỉ cần thế thôi, đúng không? Vâng. Ừ. Đây ai điếc điếc công tử à? Ai à? Thôi hôm nay thì Mạnh sẽ mời các bác là cùng với Mạnh với cả em Hoàng nữa. Tí nữa anh Sự chắc sẽ di chuyển sang bởi vì là thời tiết hôm nay thì là đất là đang quăng ra nên là rất là dính gầu nên là không làm được. Ê à, xin chào. Nào ngồi trần trừ đây. Mưa thế. Đi đâu về? Đưa con đi học về mà. Đưa con đi học về à? Từ hôm nọ em cảm ơn anh mà em mua được em và anh giúp đỡ em mà 500.000 bây giờ nước về đến tận lắm rồi, tất nhiên anh ạ. Thế à? Rất cảm ơn anh. Rồi rồi. Thế là đưa con đi học về rồi gì? À. Bây giờ tí nữa chuyển cái bon trên nhà đấy đi lên để hứng nước à? Để nước mà. À cái tét cái gì? Dòng nước mà tờ tiên mà em rất là cảm ơn anh mà. À rồi rồi. Cho em đất nước về. Rồi. Thôi đi về đi, nay anh đi có việc nhá. Từ hôm nọ kia dễ để được à. À cả ngày mà không để được mà à. Không để được mà nó bị kẹp trong cái em nó cả ngày không để mà đến tận tối mà em mới lấy tay móc từ dưới kia từ kéo lên. Ấy à? Thế là em cứ tưởng là bị bị mất rồi như em lấy kéo ra vẫn còn sống mà em rất là yên tâm. Tưởng nó bị tắc ở đấy à? Rồi đi nhá. Em điếc công tử là vừa rồi là em dê đẻ xong là đường nước thì là nói chuyện là bắt về rồi thì là đang chuẩn bị để lấy téc nước lên nữa để hứng để cho nó có nước ở đấy cho lúc nào đầy đấy. Được, tôi che cho mày, che tôi suốt rồi. Hoàng thích lấy vợ ở đây, vợ ở đây khỏe, trèo đội lội suối được. Để xem có cô nào tầm ấy không, tầm khoảng độ hơn Hoàng 2 tuổi không. Ê, xin chào. Xin chào. Làm gì ơi? Xem lợn đẻ. Lợn đẻ à? À thế à, đâu xem lợn đẻ đâu, như nào? Mẹ thôi. Mẹ thôi à? Đẻ mấy con?
Thì 6 con. Để 6 con cơ à? 6 con này. Tiếp còn mấy, đâu còn mấy một con. Đâu? Con mềm mềm. Tùa hết á? Tùa hết rồi. Đâu? Ôi đây à? Còn mỗi con bé tí này đây á? Ừ. Nhìn những con chuột này à? Ừ. Thế là tùa mất mấy con? 5 con này. Ủa, tiếc nhỉ? Đây nó đẻ đêm qua à? Vâng. À. Thế con này nó sắp đẻ chưa? Con bên này. Con này là... Con này mẹ già đấy. À. Con này chưa đẻ được à? À. Ui tiếc nhỉ? Thế này rau riêng nó ra chưa? Ra hết rồi. À thế thì... Mưa này chắc không lên lán đâu đúng không? Vâng, mưa chắc không lên rồi. À. Thế lên trên này để xem ăn cơm nhà Xính Thanh Long xem có nhà không. Hôm qua hôm kia mời suốt. À, đấy, càng mưa dày ấy. Xín đang làm gì kia? Đang làm gì đứng phơi đầu kia? Hả? Xem áo cá ha. Thép nọ nó rơi ở chỗ nào? Cu ấy. Rơi ở chỗ hai cầu này á? À xong mới khiếp quá à? À. Rào dựa vào chắc chắn này. Yên tâm. Nước hình như không vào sao nhỉ? Nước có. Kia trẻ bé tí kìa. Vâng, cái đó. À, đây cho nó khuất cái cây đây. Ở nhà thôi gì? Vâng. À, thế đi cùng anh nữa lên nhà Xính Thanh Long á. Vâng. Đóng cửa à? Vâng. Ở chỗ này có cáo không? Đó. Ở đây có cáo không? Có đấy. Có à? Gì? Nhà trưa ông nào mới đẻ đã ra phơi mưa kia rồi. Hả? Khỏe mà. Nấu cơm rồi à? À. Nấu sớm đấy. À. Này chả mũ nón gì ướt hết đầu à. Đàn gà là của nhà ai đây nhỉ? À của nhà Trương á. Mưa này nó cũng ra nhỉ? Bà này có nhà không hay lên lán rồi? Lợn nhà bà này to lắm. Ơi. Ơi. Con này mới ác này nhờ. Con này phải tạ mấy rồi. Con này nuôi lâu chưa? Hơn 2 năm rồi con này. Hơn 2 năm à? À nhờ. Hoàng đi nhanh nào. Cứ đi bon bon nào. Theo đường này lên là còn mấy hộ nữa nhỉ? À. Nếu xì đi vắng hết rồi. Ui đoạn này chôn thế. Ui ui ui. Trên này là có nhà ai nữa nhỉ? Nhà vàng à? Thảo vàng à?
bên kia mịt mù hết rồi. Lại trơn đấy. Đây, nhà thảo vàng nữa. Mặt trước thì xây, mặt sau thì chỉnh tường à. Ôi giời ơi. Hoàng. Hả? Chưa à? May chưa đổ. Đây mới là 3 năm rồi. 3 năm rồi mới to bằng này đấy á. À. Đây nó giờ nó lên mầm bằng này. Cây to này để chừa lại ấy đúng không? Vâng, cây to chừa. Cứ không chừa đâu, kiểu nó ngắn thôi. Đường này trước là cũng được máy cuốc sửa lên đây rồi phải không? Vâng. À. Như con đường này vào đến nhà chính kia là 6 triệu. Từ đâu? Từ đến nhà anh Vân kia, ngã ba cái này. Ngay từ ngã ba kia, vào đây đây. Còn đến đây thả nhà nó. À, hết 6 triệu à? Thế được có một đoạn này nhỉ? Trước là đường này bà con mở máy xúc đi. Đây, lại vòng tiếp vòng nữa. Chỗ ruộng cây cột điện kia đẹp nhỉ? Sắp đến rồi đúng không? Chỗ này có nương gỗ mỡ này đẹp phết. Có nhà chú Phừ á? À. Ấy à, nương chỗ này đẹp đấy nhờ. Nhưng mà đoạn này đã có đường đâu. À, hay đi đường trước đi đường này đây à? À. Nương mỡ này bán được bao nhiêu tiền? 20 mấy triệu à? À, đây có từ chỗ này lên. Ở đây đường ngay dưới này đây. À. Có nhà không? À thế à? Ờ, à, xin chào. Ơi, xin chào. À, đang rửa bát cơ à? Ờ, xin chào. À, ngoài này có ao các thứ ấy nhờ.
ao cá to không hả Sinh? Bé thôi anh. À bằng nào? Cá. Ừ. Cá không có cá đâu anh ạ. À lại cái này do phi không ao vì nước bé quá nó không đủ được cá to. À toàn do phi được. À. À. Nhìn ao to phết đấy nhỉ? To gần bằng ao ông giáo à? Chết rồi ạ. Đây là nguồn nước về là to hết cỡ rồi đây à? Vâng, mưa thì mới to, mưa này mới to. Còn à. Bình thường nếu mà trời nắng thì nó còn như thế này. À. Trời nắng thì nó như này. Trời nắng thì chỉ bằng này thôi á? Vâng. Me này à? Vâng. Trên này rộng rồi chứ nhờ? Vâng. Đi làm về được mấy hôm rồi? Em về được hơn tuần rồi ạ. Hơn tuần rồi à? À. Ý về vào nhà vô em. À. Em rửa lợn cái này em để khoảng tầm. Đang cho lợn ăn á? À. Ra ra xem lợn liếc nào. Nuôi nguyên bên này à hay nuôi cả bên kia? Lợn ạ. Ờ. Nhà chăn nuôi ác ấy chứ nhỉ, chuồng khắp nơi này. À đây ơi, hai con này to đấy nhỉ. Đồng dài ngoằng này. Lợn này, bạn thì có là ăn cây chuối này không? Ừ. Thế bên này? Bên này là của ông bà. À bên này là của ông bà. Có nhà riêng bên này đây à? À, chia rõ ràng luôn đấy. Phân chia rõ nét đấy. Ui, con này lông ghê không này. Con ác kìa. À đây nó cũng có hai con nhỏ nhỏ thôi. Vâng. Ui con này nhìn này, như lợn rừng này. Lông dài hàng gang này. Con này là lợn mẹ à? Hả? Em, con mẹ là con kia. Con bé này đây. Vâng, con bé kia. À con bé đây là con mẹ à? Vâng. À, con này để tết thịt đây à? Chẳng biết ông báo gì đâu. À, ở đây ăn nguyên chuối à. Nguyên chuối. Bên này còn không? Bốn con. À. Con mê mê này, mấy lông mấy dài này. Wow. Ui con này nhìn ác kìa. Lần này phải được à. Lần này được khoảng bao lâu rồi? Hả? Mấy con này. Hả? Mấy con này cũng được khoảng 4 tháng 5 tháng rồi á. 4 5 tháng bằng này á? Ừ. Con này chắc được 4 cân không? Không được anh nhỉ? Ừ, ăn thế này mà ăn được cái chuối này nữa mà. Không được 4 cân á? Được. Không con to này được 4 cân này. Ừ. Con này chắc chỉ được khoảng độ 2 cân rưỡi. Ừ. Nhỉ? Ừ. Đâu đi ở nhà nó. Hoàng vừa ngã rửa chân à? À sắm đôi dép mới khác ngã. À xin chào. Mưa gió không đi tán gái à? À. À, mi nhỏ. Không có kẹo rồi. Nay nó nghỉ à? Không đi học à? À, mưa quá nghỉ à? À. Đây à, được ba con này đây à? À. Vào trong nhà đi. Con mẹ nó vừa chạy quăng quăng đấy đấy gì? À. Gọn gàng ấy chứ nhỉ. Ừ. À, bếp buồng đây à. Đi làm ở bên đấy được bao nhiêu ngày?
Mấy tháng? Em đi cũng phải là lâu phết rồi đấy, từ cuối tháng 6 là em đi rồi. À, cuối tháng 6 là đi rồi. Cứ lâu lâu lại về. Vâng. À. Họ đã gửi hết tiền để về ăn Tết chưa? Vẫn chưa. À, vẫn chưa. Lần này là về hẳn à, hay như nào, hay là mai kia lại đi? Về hẳn ạ. À, về luôn gì? À. Đó đây. À. Hoàng đâu nhỉ? Hoàng đâu rồi? Vào uống nước. Đang đi xem có cô nào không để lấy cho Hoàng cô. À. Thấy các cô đi đào măng nhiều quá khỏe nên thích. Ở bản này còn cô nào không nhỉ? Cô nào tầm 18, 20 không nhỉ? Có rồi. Hết rồi à? Cố kiếm cho một cô. 2024 là có ngày mà. À. Lấy cho một cô thế là ở đây luôn. Mở xong đường là cưới luôn. Chưa anh ăn cơm ở đây nhá. Vâng ạ. Nhà nuôi được nhiều gà không? Nhà gà thì vẫn có nhưng mà em không biết anh lên thì không bắt được, bây giờ gà toàn thả rông ấy. À, anh lên thì anh phải lên bất ngờ như. Bây giờ thả nó chạy sang bên kia rồi à? Vâng, bây giờ để chị xem. Của ông có không? Vẫn có nhưng mà gà toàn thả hết rồi. À thế à, thả bắt được hết. Đây đội chuyên nghiệp đây rồi. À, ép nổ được hết. Đây Hoàng đây rồi. Chạy nhanh truy bắt được hết. Đó. Uống nước đi. Uống nước đi xong là đi bắt gà đi. Không muộn đấy, nhà Trương nó nấu cơm hết rồi kìa. Đây à, nó ngay đây thì quây thì dễ thôi nhờ. Mưa này chắc nó không chạy máu đâu. Đây. Con trống này luôn đây à? À. Đây ép nổ luôn. Vào đi, vào đi. Đấy, nó đang kiểu muốn oánh nhau này. Vào đi, vào đi, vào đi, không sao. Vào đi, vào đi. Ép nó một bên là ao rồi này. Vào đi Hoàng. Vào đi xin. Đây đây, đây này, quây bắt được luôn đây này. Nó đứng ngay đây rồi. Kìa kìa kìa. Kìa kìa. Ấy, ui. Đây đây, con bên này. Chạy đằng kia đi. Đây ông Sáu vào đi. Đâu rồi? Đây, kìa. Úi. Nóng. Đâu rồi, đấy. Đấy, bắt được ngay mà. Con gà này của bà gì? Con này của em. À, của nhà. À. Đây, của nhà anh gửi tiền luôn. Hôm nay ăn luôn thịt ở đây. Có nước chưa? Đang đun rồi à?
Đây, anh gửi tiền nhá. Vâng, anh gửi chỉ hết 300, còn 100 là mua kẹo cho mi nhỏ nhá. Vâng, cảm ơn anh. Rồi. Đun nước mạnh mà. Đây à, vườn rau ở dưới này à. Này, Hoàng phải đi cùng với thanh niên cởi trần kìa. Mới lấy được vợ sớm. À, có bắp cải rồi đấy. Lấy rau cải kìa. Đấy, lấy cái cải đông dư này. Lấy nguyên lá thôi. Chỗ này nó bị cớm cây nên là nó bị lá nó rụng xuống nhiều, nhiều. Đây có cả xà lách đây. Hoàng thích ăn xà lách kìa phải không? Rau ở đây thì đảm bảo luôn là không có thuốc thang gì cả. Chỉ có mỗi rau mới cả đấy thôi, tí phân chuồng thôi. Đặt túi bụi đi, đây này. Đây chỗ này phải nhổ ra này, cho nó thưa này. Thêm mấy lá nữa là đủ rồi. Làm tí xà lách này, tí ăn sống này. Ngon. Su hào bắp cải. Xà lách cầm tay này. Xách tay này. Này Hoàng ơi. Cầm được nữa không? Để em cầm ra. Thôi được rồi đấy. Bây giờ thế nào, bánh trước này, to hơn bánh sau này hả? À, vớ hết bi rồi đâu à, bánh sau nó bằng cái vòng gì ấy chứ nó. Vâng, bánh sau nó cũng như bánh trước này nhưng mà nó bị hỏng. Nó bị hỏng rồi. Lấy cái vành đi xong rồi bây giờ tháo ra. À. Có một tờ xe mà tắt rồi đi ạ. Cái này thì chỉ dắt đấy chứ có đạp được đâu. Vâng ạ. Ôi. Yên không có. Con gà cưỡng này chắc có lâu năm lắm rồi nhờ. Ê, gốc chín đỏ. Gốc này không mang đi bán được à? Qua đường đây hơi ít, nó còn qua đường xung khá nhiều thì bán thôi lấy mấy rồi. À. Năm nay là bà con ở khu vực này là bị tắc đường nên là đi hết đường ở cây số 9 rồi. Bởi vì khu vực ở phía trên này là đang mở đường. Vùng cao là đợt này đang cắt vợi đi những cái khúc cua các bác để đi cho nó đỡ nguy hiểm. Ao này múc được rộng hết lên đến khu vực trên này nữa thì đẹp. Giờ này còn nhiều bò không? Nhà ông bà thì còn 3 con, em thì còn, em cũng còn 3 con nữa. À. Thế là hai nhà còn 6 con. Hoàng rửa đi.
Ở đây còn cô nào khoảng 18, 20 không? Không có à? Không biết à? À, thế 22 cũng được. Ở đây anh Sự ơi. Hôm nay lên nhà xính chơi à? Hôm nay lên nhà xính chơi. Đi vào hẳn trong kia à? Anh đi vào trong lán. Nhưng mà mưa trơn quá không đi được. À. Trơn lắm. Ừ. Thế đây hôm nay ăn cơm ở nhà xính. Vâng. Ừ. Tưởng là đi đâu chứ? Ôi dồi. Tìm mãi. Tìm mãi không thấy à? Vâng. Đi lên đến trên kia xong là không thấy. À. Không qua lại. Đi xe phải đeo ngược. Phải đeo ngược lại à? Đeo ngược. Cho đỡ vướng à? Vâng. Vẫn co được một tí. Anh vào xem nước nhé để chuẩn bị để ngâm củ cải đấy. Đấy. Nha. Nấm hương rừng nha các bác nha. Đây là nấm hương. Củ cải. Món này là món truyền thống à. Anh Sự thích nhất món này đúng không? Đúng rồi, ngon đấy. Này ngon lắm. Đây Mạnh cũng xin giới thiệu một chút những cái sản phẩm mà Mạnh đang gửi cho các bác qua kênh nhé. Đây là sản phẩm nấm hương rừng này. Và đây là sản phẩm củ cải khô Đồng Văn nha các bác. Và đây là măng dối. Măng nứa rừng ấy, làm nguyên ở cái phần dối ngọn nha các bác. Cái này ăn rất non và giòn luôn. Đấy. Và đây là măng bẹ. Đấy, măng nứa rừng. Đấy, các bác hầm xương ăn Tết này, tuyệt vời luôn. Và đây là mọc nhĩ. Mọc nhĩ rừng bà con lấy ở núi về. Cái này sản phẩm này thì Mạnh có rất là ít thôi. Vừa rồi là cũng có một số bác đã ủng hộ cái sản phẩm mà mọc nhĩ của Mạnh. Đấy. Mạnh cũng xin công khai về giá luôn. Với cái sản phẩm mọc nhĩ rừng này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 400.000 một kg. Bao ship nhé. Này cực kỳ đảm bảo chất lượng luôn. Ăn rất là ngon. Anh Sự thích cái món này lắm nhưng mà cái sản phẩm này của Mạnh có rất là ít thôi. Ít không được ăn. Đấy. Và cái măng dối này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 350.000 một kg. Bao ship nhé. Đấy. Còn cái măng bẹ này là Mạnh gửi tới cho các bác là 400.000 một kg. Cũng bao ship nhé. Đấy. Và cái nấm hương rừng này thì Mạnh gửi tới cho các bác là 500.000 một kg. Cũng bao ship. Các bác cứ yên tâm về những cái sản phẩm của Tất Mạnh. Đấy. Như sản phẩm củ cải này là nhiều bác ăn xong lại mua tiếp. Và khen là sản phẩm của cháu ăn rất ngon và non và giòn. Sản phẩm củ cải này là không bỏ đi một tí nào. Củ cải này là ăn được hết. Ăn được hết luôn. Đấy. Bác nào ăn chay thì nguyên củ cải mới nấm. Cái này là các bác ăn là cứ cho lên xào cháy cạnh đi. Đấy. Cùng với một tí lòng gà hay là một tí thịt nữa. Ăn tuyệt vời lắm. Giòn như trễ lợn. Rất mong là các bác ủng hộ những cái sản phẩm của Tất Mạnh. Để Mạnh có thêm một chút kinh phí để gửi tiền lương cho anh Sự. Hay là gửi tiền lương cho em Hoàng. Và cùng bà con mở tuyến đường. Cái này ăn giòn lắm. Giòn như trễ lợn luôn. Những cái này là Mạnh đã lựa chọn là cực kỳ kỹ càng nha các bác nhé. Bởi vì cái này là ngọc thực ăn vào người nên là Mạnh đã lựa chọn những cái sản phẩm cực kỳ là ngon. Đấy, đảm bảo. Đây như sản phẩm mọc nhĩ rừng này là Mạnh cũng lựa chọn mãi mới được những cái sản phẩm như này. Đấy. Các bác yêu quý Tất Mạnh thì liên hệ tới số điện thoại 0368 369 007. Số điện thoại này là số điện thoại của bạn Hường nhé. Bạn sẽ gửi những cái sản phẩm này cho các bác đón Tết năm 2024. Rất là ngon luôn. Này để ngâm tầm khoảng độ 10 đến 15 phút. Anh Sự bấm giờ đi. Xong cho vào để thái nhá. Xem đồng hồ đó. À đâu đồng hồ đâu? Đây đây là đồng hồ hai chiếc này đeo vào ngón này. 12 giờ 00 rồi. À đây. Đồng hồ hai chiếc này, đeo rồi, sáng loáng này.
12 giờ không không rồi tí nó 12 giờ không không ở 30 là được. À 12 giờ 00 đến 12 giờ 30. Thế là 30 phút rồi. Thế là 30 phút. Đúng rồi. Không 10 phút thôi. À, 10 phút à? 10 à? Đấy. 10. Được mà. Tí sát xong mà cái này ngâm nhanh mà. Đấy. Tí ăn củ cải nhá. Nhá. Nhí nhỏ. Tí ăn củ cải nhá. À, nó. Đây chỗ này nhiều gốc ơi, nhỉ. Cây này sai lắm rồi. Cây này các phải mấy chục quả này. À. Cây còn to đấy, cây bé thì nó còn chịu được. Đâu bùng chuối chín ở đâu? Dưới này. À dưới này đây à. Làm quả chuối chín nào. Chín cả buồng à? Ây da, ây da. Buồng này được đấy nhờ. Chuối chín này ngon lắm. À, cái này phải chặt một tí tí vào thân nó thôi. Chặt ở dưới. Nhưng mà nó xuống từ từ. Phập 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 á. Đấy đấy. Chặt ở bụng ấy, bụng 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 bụng. Bụng nó ấy. Ừ, nặng quá. Đỡ đỡ vào không sao? Nặng lắm đấy. Đấy đấy, xuống ấy, xuống ấy, xuống ấy. Đấy đấy. Này chuột ăn hết rồi kìa. Rơi rơi á. Đừng chuột. Kìa kìa. Kìa 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 kìa. Ấy ấy ấy. Úi giời. Này không chặt nhanh thì nó ăn hết. Ấy à. Ôi ngon thế. Ngon chưa? Đâu làm quả nào? Quả ngon nhất. À rụng lá rồi à? Chuối lá này ngon lắm à. Ấy. Ăn một quả chuối này thì chưa khỏi phải ăn cơm. Ngon lắm. Chuối chín cây khác nhờ. Chuối ngon lắm. Mít nhỏ ăn chuối à? Ủa, liệu hết không? Cá ngon luôn à. Ôi, ngon lắm. Nó thì trồng, nó thì trồng. Tí, 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 tí. Tí. Làm luôn. Tí. Ngon không? Cặp chén đấy. Cá hơi rồi. Cái này lấy dây treo lên. Mỡ ít là top mỡ hay nhiều à? Đấy, xào chảo gang rồi ngon rồi. Phải thêm tí mỡ nữa đi. Cho thêm tí mỡ nữa. Nhiều top quá. Này tăng ga lên, ga phải to vào.
lòng này như kiểu vừa ngay cho vào luộc à? Cho vào luộc rồi mới bỏ ra. Đấy, nổ tanh tách nha. Chảo gang này nó nổ hơn nhờ. Nghiêm cấm xào là không được đập chảo nhá. Ngon chưa? Xào cháy cạnh nhỉ. Này có đôi đũa nữa. Đây đũa này. Nhà xính cho có cái chảy ra ớt này ác ấy nhờ. Đấy, lấy tí xả này nữa ăn sống rồi. Đây muối. Thế em phải chặt gà đi ông giáo ơi. Lấy chiếu ở trên này à? À để tí để cong cho mi nhỏ nhá. Hoàng giã ớt đi. Ớt này mới ngon này. Hoàng thích nhất là đầm vào ớt này. Gà này hôm nay quả đâu răng to không hả ông giám? To. Cho cháy cạnh đi nhá, xít nhá. Vâng. Ăn ngon. Cho xem quả đâu răng nào. To chưa? Vẫn chưa tới quả đau răng à? Một tẹo nữa. Hoàng giã nát hết hạt đi. Đâu, quả đau răng đâu?
Ôi. Tên tên tên. Quả này hai quả bằng nhau luôn nhỉ? Ôi giời ơi. Ồ. Bỏng. Bỏng không? Ôi. Rồi. Tách đôi này. Để test xem Hoàng ớt của Hoàng này cay không. Hoàng này như là chưa cho súp ra ấy. Cho rồi. Hả? Ôi giời. Ngon lắm. Wow. Ớt đúng rồi, vĩ đại. Cay ấy. Ồ, gà. Gà ngon chưa? Gà nuôi nguyên ngô phải không? Vâng. Ừ. Tăng tốc lên ạ. Đi nhỏ đang đói rồi. Hết gà hết số đi. Đi ăn thịt gà nhá. Ngon chưa? Con này nuôi mấy năm rồi? Con này nó phải được hơn 5 rồi đấy. Hơn 5 rồi à? Gà này hôm nay không có phao câu sao ấy nhỉ? Đấy, để còng to cho mi nhỏ. Ngon chưa? Đấy. Nào, vận chuyển sang đi. À, có muối à? Ở đây sóc muối luôn. Chúng mình chơi chơi phun bột à? Cái này hôm nay như kiểu là sẩy thóc ấy nhờ. Thôi được rồi đấy. Rau cải được chưa? Được rồi. Ấy tiết rồi. Tiết cho nhiều nước nên là nó nhũn nhũn này. Nhưng mà ăn đỡ chát. À, chỗ bếp này gọn gàng hết đấy nhờ. Được đấy. Đủ ghế không? Không hả, tỏ lại. Bộ bát này đẹp nhất bản đấy nhỉ? Nhất bản đấy. Nhìn như bát ngọc đấy. Ngọc rồi. Sứ đây, sứ thủy tinh. Bằng sứ kiểu như bằng sữa. À, như bằng sữa. Bằng sữa nhưng mà cũng phải thủy tinh. À. Đẹp trong veo. Ngày sự có bát này không? Không.
không có tiền mua. Để cẩn thận không vào cái cứng ạ. Đi lên đây phía nào. Thằng đó ô có lịch chơi là cho tôi chứ. Nhớ một tiền một đứa già. Nó tiền hơn. Đi chỉ bao nhiêu đó. Cái mũi đi đi. Ôi nó mỏ rồi. Cơm ơi. Ô mình vừa gầm hai cái cọng này thì chắc là của mình rồi. À. Nha. Còn gì nữa? À rau sống. Ui. Có xà lách mà. Xà lách à? Trong này Olino là chỉ có. Đây cho xà lách vào luôn. Đây cho còng vào đây. Cho làm trước đã. Nào, cầm tay luôn. Đấy. Cho em nữa, cho em một cái nữa. Không có đùa khí thế này. Nào. Mí nhỏ. Này. Đây cầm luôn. Đấy. Xin bát này. Đâu rồi còn vợ đâu hả? Cái còng này. Cái còng này nữa. Cả cái còng ấy nữa à? Ăn còng này không? Chưa. Không ăn này. Còng đấy ấy rồi. Còng của Hoàng. Đây ông áo ngồi dịch dịch sang bên này. Đấy còn đầy ghế à. Ngồi đi. Chơi luôn. Đấy. Ăn đi. Nó củ cải. Đấy, ngồi xuống bóc, bóc cho mi nhỏ. Nó củ cải. Không ăn á? À. Ai vừa ngay làm quả chuối no. Quả chuối. Được chưa? Sới xong chưa? À, xín có chưa? À. Thôi cơm đi, cơm đi. Mời tất cả các bác cơm đi. Nay ăn cơm ở gia đình nhà em Xính Thanh Long. Ôi cái này vẫn chưa được, chưa có. Cho tí nước canh vào. Con này đi đắt đi là à, đây là nó thích món này, thích món này. Nó à? À, đấy. Nó phanh. Đấy. Vừa ngay cho thử miếng này nó giòn, thích. Thôi ăn đi. Cơm đi. Đấy, củ cải. Đấy, mi nhỏ. Đấy. Xào cháy cạnh này ngon đấy. Đánh được con ạ. Wow. Thích không? Ngon, thích lắm. Làm cái xả này. Xả Hoàng lấy. Thế vẫn dính đất không? Không. À, chắc chắn không? Tí ớt cay cay nữa. Đây củ cải ngon đấy. Thơm. Đây này làm bên kia về xong có làm thủy điện bên này nữa không? Nhà, chắc là sang năm thì vẫn làm đây thôi. Làm đây thì gần nhà. À, sang năm mới làm thủy điện đây à? Sang năm bà con Lũng Cáng này chắc đi làm thủy điện hết đấy nhỉ? Vâng. Đi hết không? Được. À. Thủy điện này là gọi là thủy điện gì nhỉ? Thủy điện năm. Sông điện năm. Điện. À, sông Niệm năm á? Vâng. À. Sông thủy điện điện. Thủy điện điện à? Vâng. Sự thủy điện điện. Nó là cái tành mà. Anh Sự có ăn ớt không nhỉ? Anh không ăn ớt ạ. Không ăn ớt à? Như này có ăn được không?
Không ăn thịt đâu, ớt à. Ăn thịt dính ớt à? Anh cảm ơn em. Ừ. Ừ. Có cái màu à? Ăn. Là xính cũng có mảnh đất ở ngay gần chỗ nhà xín này đúng không? Chỗ lần trước anh vào gặp thấy vợ đang nhổ sắn ở đấy. Phải không nhỉ? Hôm mưa mưa ấy. À, lấy củi đấy à? À à. Em trai là năm nay bao tuổi rồi? Ở với bố kìa. 203. À 203 à? Vẫn chưa vợ. 21 tuổi. 21 tuổi. Sang bên này là ở riêng là năm nay nữa là bao năm rồi? Năm nay nếu mà năm nay nó là gọi là năm thứ ba đấy. À năm thứ ba à? À. Trước là có một lần là cũng anh Thắng là muốn xây nhà cho đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà lý do thì lúc đấy sao lại không xây nhà? Lúc đấy thì anh Thắng bảo là ra ngoài chỗ trường việc ở, nhưng mà tuổi tác của em thì đất đồi ở đấy không ở được. À à. Với năm nay là năm tuổi con máu này, em cũng sinh mà năm nay không làm nhà được ấy. À năm đấy là không làm nhà được. À. Thôi ở đây lại cố gắng phát triển vài năm nữa lại xây nhà thôi. Vâng. Ăn đi, mấy anh em ăn đi. Vâng. Em mạnh thôi à? Tôi làm miếng thịt gà nè. Không anh Sự anh lại bảo là thôi không ăn nữa. Ngon đấy này, em mạnh, ăn là quý quá. Chú hôm lên Lũng Cáng này ăn bữa xà lách nhỉ? Chú hôm Lũng Cáng á. Xà lách. Xà lách. Giòn lắm. Này Mạnh với cả mấy anh em nữa cùng ăn bữa cơm với cả gia đình nhà em Xính ở trên nhà. Do cái thời tiết là mưa nên là Mạnh đi lang thang ở trong bản là để xem có kiếm được cô vợ nào cho em Hoàng hay không. Rồi em đợt này là em muốn lấy vợ người Mông. Thấy người Mông là chịu khó, chăm chỉ làm việc. Đó. Sợ đợ gầu múc nó dính đất nên là có kiếm lấy một cô để chuyên đi đào gầu dính đất vào những ngày mưa. Thôi mấy anh em ăn cơm xong là sẽ em, nếu mà chiều mà thời tiết nó nắng được thì sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo. Chúc cho vợ chồng gia đình nhà em Xính làm ăn phát triển kinh tế. Vâng. Sau này là sẽ xây được ngôi nhà nhé. Nhà hiện tại thì bây giờ rất mong là vài năm nữa là sẽ thay đổi được. Nó mó à?